Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF vừa chấp nhận đề nghị của phía Timor-Leste về việc chuyển sân nhà từ sân Việt Trì Phú Thọ về sân Hàng Đẫy Hà Nội. Như vậy, hai trận Timor-Leste đấu với Thái Lan và Singapore được tổ chức tại sân Hàng Đẫy thay vì Việt Trì như kế hoạch ban đầu. Đây là một tin vui với tuyển Việt Nam bởi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không phải chia sẻ sân thi đấu và sân tập tại Việt Trì Phú Thọ với các đội bóng trong khu vực. Trước thêm ASEAN Cup 2024, do Timor-Leste vẫn chưa có sân vận động nào đáp ứng tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á nên đã lựa chọn thuê sân vận động Việt Trì làm sân nhà. Sau đó, do sân vận động Mỹ Đình bận tổ chức sự kiện ca nhạc ngay trước ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam đã làm đơn xin Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chuyển các trận đấu vòng bảng sang sân vận động Việt Trì. Theo quy định của ASEAN Cup 2024, các đội được phép chọn lại sân nhà sau vòng bảng. Nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ trở lại Mỹ Đình nếu vào bán kết. Tương tự như vậy, Timor-Leste hoàn toàn có thể thuê sân Việt Trì nếu như gây bất ngờ ở bảng A.